Giải mã ba hình tượng trong linh vật phong thủy. Ngày nay, khi xã hội phát triển, nhu cầu của con người ngày càng tăng cao và kèm theo đó là những thú vui về phong thủy cũng được phổ biến. Để sở hữu cho mình những bức tượng phong thủy hợp với gia đình thì nhiều người không tiếc bỏ ra số tiền lớn với mong muốn gia đình được bình an, công việc được thuận lợi. Video này, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về ba loại linh vật phổ biến nhất hiện nay là tỳ hưu, hỏa kỳ lân và nghê phong thủy. Cách phân biệt chúng như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay nhé! Tỳ hưu là con gì? Tỳ hưu là con của rồng, sinh ra được xem là loại động vật đẹp nhất với từng nét đẹp khác nhau. Tỳ hưu sở hữu đầu rồng, có sừng, thân sư tử nhưng có thêm cánh và đặc biệt là không có hậu môn. Thức ăn chính của loại tỳ hưu là vàng bạc, châu báu, yêu ma. Chính vì vẻ ngoài hung dữ, sở thích ăn vàng bạc châu báu, thế nên tỳ hưu sở hữu cũng như là được xem là loại linh vật đại diện cho sự giàu sang phú quý. Trừ tà ma, mỗi gia đình nên sở hữu cho mình một bức tượng may mắn này. Theo quan sát bên ngoài, hỏa kỳ lân là loại động vật có đầu rồng, sừng hươu, mắt hổ, thân nai, vảy rồng và đuôi rồng. Theo dân gian truyền lại thì hỏa kỳ lân là loài trường thọ, có thể sống đến hàng ngàn năm, biết phun lửa, tiếng gầm gừ tự sấm. Chính vì thế thì hỏa kỳ lân được xem là linh vật mang biểu tượng của sự cát tường, trường thọ. Trong phong thủy thì tượng hỏa kỳ lân có 3 ý nghĩa chính: thăng quan phát tài, tăng con trấn trạch chiêu tài. Ngoài ra hỏa kỳ lân có giúp gia chủ hóa giải tam sát, hóa giải sát nhị hắc sát, trừ tà đáng sát, hóa giải trực trùng sát, hóa giải bạch hổ sát, hóa giải thang máy thang lầu sát. Với linh vật nghê phong thủy là một con vật xuất hiện trong truyền thuyết của người Việt Nam từ rất lâu, thể hiện nền văn hóa tâm linh của người Việt. Con nghê có hình dáng giống sư tử, là sự kết hợp giữa đầu lân và thân cẩu. Con nghê thường được đặt ở trong các vị trí như đình chùa, miếu, đền, là biểu tượng của trí tuệ, quyền uy, sự dũng mãnh, tôn nghiêm, nhanh nhẹn và trung thực.